Chào mừng quý vị anh chị đã quay trở lại với kênh Vinafor. Và hôm nay thì em xin gửi tới quý vị anh chị thông tin mới nhất về cái vấn đề ngấm dầu trên các cái phiên bản Ford Ranger, Everest và Raptor. Theo như thông báo mới nhất của Ford Việt Nam thì đối với những chiếc xe Ford Everest, Ranger, Raptor sản xuất từ tháng 11 năm 2017 đến đầu năm 2020 có sử dụng động cơ 2.0 xảy ra hiện tượng bị ngấm dầu ở trên cổ ống turbo và mặt bưởng cam, thì sẽ được hãng tiến hành thay thế, sửa chữa và thay thế miễn phí, và kèm với đó là sẽ gia hạn bảo hành 2 năm, thêm 2 năm cho các cái vị trí thay thế đó, và không giới hạn số km. Và cụ thể những cái vị trí thay thế thì nó sẽ nằm ở trên máy như thế này. Nó hơi khó nhìn, máy quay của em nó sẽ hơi khó nhìn một tí. Đó là mặt nắp che bưởng cam của động cơ xảy ra hiện tượng ngấm dầu này. Và đây cái vị trí này, cái ống cổ turbo và nó liên kết với cái két làm mát khí nạp. Thì nếu như mà xe nào bị lỗi cả hai bộ phận thì sẽ được hãng tiến hành thay thế miễn phí nắp che bưởng cam và cổ turbo, ống turbo đây, cái ống turbo này và cái két làm mát nó nằm ở vị trí này, két làm mát khí nạp. Đó thì nếu như quý vị anh chị, xe của quý vị anh chị đang nằm trong cái diện được sửa chữa thay thế thì quý vị anh chị có thể liên lạc với đại lý gần nhất để mình đặt lịch hẹn, sau đó thì sẽ tiến hành thay thế miễn phí. Và anh chị lưu ý là những cái vị trí như mặt bưởng cam chẳng hạn sẽ được gia hạn bảo hành thêm 2 năm và không giới hạn km ạ. Và vừa rồi thì em đã gửi tới quý vị anh chị thông tin về cái việc triệu hồi xử lý lỗi ngấm dầu trên các cái phiên bản xe Ford Ranger, Everest và Raptor từ Ford Việt Nam. Và em cũng hy vọng là với cái việc triệu hồi này thì sẽ khiến cho quý vị anh chị yên tâm hơn để sử dụng xe. Và ngoài ra còn bất kỳ thông tin nào mà anh chị cần biết thêm thông tin thì anh chị có thể truy cập trực tiếp vào trang web của Ford Việt Nam, đường link thì em đã để dưới video. Và ngoài ra thì có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cái vấn đề này, anh chị có thể comment trực tiếp vào kênh vào dưới cái video này, em sẽ hỗ trợ giải đáp cho quý vị anh chị. Và em là Sơn bên Ford Thăng Long. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị xem kênh của em thì có thể cho bấm vào nút đăng ký, vào nút rung chuông để mình nhận được những cái thông tin mới nhất của hãng Ford, từ xe, giá bán, rồi các cái chương trình sửa chữa triệu hồi liên quan đến xe Ford em sẽ cập nhật liên tục. Và em là Sơn bên Ford Thăng Long. Cảm ơn quý vị anh chị đã xem video.